Hey, chào mừng những người bạn vui vẻ ở kênh Tâm Trà Vĩnh Long nha. Hôm nay mình đi Ba Vì đó các bạn. Hà Nội về là vượt hơn 2.000 cây số rồi, chữa bệnh vô Thanh Đăng Cái Tàu rồi về rồi đó các bạn. Rồi, về đây lại tiếp tục làm đó, bà chè bà mua đây bà chè đó các bạn ơi. À, mới đi Hà Nội về mọi người chữa bệnh vô Thanh Đăng Cái Tàu á. Bệnh xương khớp là với bệnh thoát vị đại niệm thoái hóa ba đốt sống của Thanh Đăng Cái Tàu. À, nghe các bạn. Rồi bây giờ bữa nay về bà chè bà mua 2,5 kg là ba rọi đó các bạn, thịt ba rọi 2,5 kg. À, rồi cái bây giờ mình là nướng thôi mọi người, thôi mình luộc luộc sơ rồi mình nướng nha các bạn. Đó. À, thôi vậy đi em ơi, vậy luộc lại nữa đi em ơi, ấp xuống cho chín đi Chúng nha. nó ra nó không ăn. Nha, nha các bạn, luộc chút xíu nha các bạn, luộc gần chín rồi nè mọi người. Rồi giờ để vô cái mình nướng à, nướng ăn cơm các bạn. 2,5 kg rồi mình luộc rồi cái nó cũng teo hết à. Teo ha. Rồi cái nước súp này hồi nó nêm nếm. Nước súp à? Súp hấp luôn. Súp nêm nếm. Thơm quá mọi người ơi. Miếng chà ba lửa luôn. Cầm nhận 2,5 kg. Bự ghê mọi người. Quá bự. Thơm quá. Đang hỏi làm bây giờ nấu 1,5 kg cơm mà các bạn, 1,5 kg gạo ạ. À. Các bạn cùng ăn cơm nha các bạn. Cơm chín rồi mọi người ơi. Cơm chín rồi. Miếng sườn chín rồi mọi người. 2,5 kg sườn. Đó mọi người. Rồi các bạn cùng ăn nha. Miếng nước tương mọi người ơi, miếng nước tương. Cái nước lột lấy làm nước súp luôn các bạn. Nè, làm nước súp luôn. Có rau có ớt. Mời các bạn cùng ăn nha. Thơm quá. Nướng thơm lắm các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Đổ miếng này không hết 200 g mà 300 g. Đó. Mới đi bây giờ chị bệnh cho Thánh Đăng Cái Tàu về các bạn. Thánh Đăng Cái Tàu thấy uống thuốc cũng chịu các bạn. Thuốc đó là thuốc của dân tộc Dao. Dân tộc Dao các bạn. Họ Lý, họ Dương. À, rồi mình coi như là dẫn anh ăn cái tàu đi mua thuốc. Chứ thật ra cũng không có quảng cáo gì mọi người. Vượt 2.000 cái số, hỏi hút thuốc cho anh ăn cái tàu về, anh ăn cái tàu uống. Anh ăn cái tàu nổi bớt rồi. Rồi tới nay cái tàu đầu ăn nữa các bạn. Rồi thứ năm này đi qua Cần Thơ. Đi qua Cần Thơ review. Cái quán bánh bao. À, cái tiệm bánh bao. Thôi kệ, cũng chịu ổng. Ổng đó ổng ăn chọc 12 cái vậy đó. Bánh bao, bao lâu nhất các bạn. Ổng khỏe rồi, nói chung ổng khỏe rồi, bớt đau rồi mọi người. Ngon. Mời các bạn ơi. Thịt mềm, béo, ngọt lắm mọi người. Đó. Wow. Nay bà xã nấu đâu khoảng 4 lon gạo các bạn, 4 lon gạo là hơn ký gạo.
đúng là nướng vừa tới nó ăn ngọt. Thơm. Súp ngọt quá. Súp hai cái máy thịt mà luộc có nhiêu nước đây các bạn. Cái ngọt mọi người ơi. Đã. Qua. Nóng quá. Nóng quá các bạn. Lâu lâu ăn thịt heo cũng ngon. Thấy Khánh ăn Hàn Quốc ăn hoài, hôm nay mới dịp ăn các bạn. Đó. Đã thiệt. Thơm lắm nha mọi người. Khoanh này 300g. 300g. Mời tất cả các bạn nha. Ngon. Mời tất cả các bạn nha. Ngon quá, thơm. Thơm thiệt là thơm. Ba rọi nướng nó ngọt và nó mềm thơm nữa. Tất cả các bạn nha. Ngon lắm mọi người. Dừa vàng không khét mọi người. Dừa nó ngon. Chà bá lửa.
dài quá. Ngắn nha mọi người. Dài quá cái. Đóng đừng no mọi người. Tất cả các bạn nha, có mỡ đó các bạn, có mỡ, có thịt, thịt ba rọi đó các mọi người, rất ngon. Ừ, đó. Rất thơm. Còn chừng chén cơm mà mọi người. Nên cái tàu uống thuốc hết rồi cái là đi đóng phim tiếp đó mọi người. Đi đóng phim tiếp. Nè ông nói là ông uống bớt rồi hết bệnh rồi mọi người, không mừng. Chứ từ đây đi ra tới Ba Vì luôn mà 2000 cây số. Cứ bỏ nào mà bằng nào mà bị thoát vị địa điểm đó các bạn, hay là do khớp xương sống đó, ba đốt đó, hay là bị chị bệnh nam khoa, ông thanh thanh cái tàu của chị bệnh nam khoa đó các bạn, yếu sinh lý nè, thì gì đó, là ổng đi chị đó là hai cái bệnh đó, đó. Thói quá khớp nè, gì thuốc chị đi điểm nè, đó là bị nam khoa đó, yếu sinh lý đó mọi người. Mình nếu bạn nào có xin số điện thoại thì mình để số điện thoại phần mô tả đó là dưới phần ngay chỗ trên màn hình đó nha. Các bạn có liên hệ với nhà thuốc cũng được. Nhà thuốc nhớ nhà thuốc gì ta? Lê Thị Hoa hay gì đó các bạn. À rồi Lê Thị Huệ nữa. Lương y Lê Thị Hoa, Lê Thị Huệ. Nhớ rồi. Ở Ba Vì đó. Có số điện thoại mọi người. Ngon, hết cơm, hết cơm một còn hết cơm. Làm hết rau luôn các bạn.
còn mất rồi, còn hết đỏ mọi người, to á, ngán, còn nửa tí rồi mọi người, hết đỏ rồi. Thôi bây giờ cho mấy em ăn. Rồi nước chấm này để dành chấm cho mấy em chấm luôn. Tin của tuổi nó chấm. Con xúc động luôn mọi người. Rồi gạo hết luôn. Cắt mâm rau này thịt nhiều quá. Hai cái máy ăn hết. Rồi còn có nước tí các bạn. Rồi cảm ơn các bạn nha. Các bạn đã xem video đến giờ phút này nha. À, các bạn có thích thì bấm cho Tâm Trạng like nha các bạn. Tiện tay các bạn bấm chữ đăng ký luôn, bấm vô cái chuông luôn mọi người. Bye bye, chào tạm biệt mọi người, hẹn video lần sau nha.